đây cái phần riêu cua chay này các bạn này. Cô làm rất là đẹp mắt ha. Thơm lắm. Cho nhiều đậu, nhiều nấm rơm. Đó. Cái nồi này chắc có cỡ 50 lít cô ha. 50-60 lít, cái nồi này to lắm, bự lắm. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090-140-9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Chiều hôm nay bây giờ là 18 giờ chiều nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở bên chợ Xóm Chiếu. Bên này là phố ẩm thực từ Xóm Chiếu nha các bạn ha. Thì đến hôm nay là 14 rồi, đến mai là 15 là ngày chay rồi. Nên là Kiên muốn tìm một số địa điểm bán đồ chay để chia sẻ đến quý vị các bạn những cái địa điểm bán đồ chay. Khi mà chúng ta đến ngày chay thì chúng ta có thể là chúng ta tham khảo, chúng ta ghé thưởng thức ha. Hôm nay mình đi ngang qua chỗ con đường Xóm Chiếu này, ngay phố ẩm thực này thì ở đây gặp một cái nồi bún riêu chay 25k. Phải nói là mình mới đi ngang qua thôi mà mình thấy cái nồi bún riêu của cô phải nói là cực kỳ hấp dẫn nha quý vị các bạn. Đây cô bán ở ngay phía đối diện này, bún riêu chay, cái xe bún riêu chay nhìn đơn giản thế thôi. Nhưng mà cái nồi bún riêu phải nói là mình nhìn thấy là mình đã thèm liền các bạn ạ. Nhìn cái nồi bún riêu đang sôi sục, nóng hổi luôn. Phải nói là muốn ăn ngay một tô bún riêu nóng ha. Giờ Kiên sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng sang thưởng thức bún riêu chay 25k của cô đây nha các bạn. Rồi mời các bạn thưởng thức đồ chay với Kiên nha. Đây bảng hiệu là bún riêu chay 25k. Còn đây là cô chủ của chúng ta các bạn này. Con chào cô. Cô ơi cô thấy là đi ngang qua cái nồi bún riêu chay nhà mình hấp dẫn quá cô. Dạ. Yeah. Cô biết là cô bán bún riêu chay được lâu chưa cô? À, lâu rồi, bán nay được 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Vậy là cô bán từ mấy giờ cô nhỉ? Bán từ 1 giờ rưỡi cho tới hết là về. 1 giờ rưỡi là hết là về. Yeah. Đến mấy giờ là hết, từ có mấy giờ hết? 8 giờ, 9 giờ hết. Vậy là 7 giờ cũng có. Một ngày cô, một tuần hay là một tháng cô bán có nghỉ ngày nào không? Một tháng bán có 4 ngày chay thôi. À, cái này cô chỉ bán 1 ngày chay thôi. Còn như là bán bánh canh cua, gà heo. Ngày thường là cô bán bánh canh cua, bánh canh cua gà heo. À, có hiểu rồi. Còn 4 ngày dằm thì bán bún riêu chay. À, 4 ngày dằm là bán mỗi món bún riêu chay này thôi. Dạ, đúng rồi. Những ngày dằm mùng 1. Không, 14, 15, 30, 11. À, bán 4 ngày là 14, 15, 30, 11 là cô bán bún riêu chay. Riêu chay. Rồi, thơm quá cô, bún riêu chay thơm quá. Cái món này nấu có cực lắm không cô? Không, cũng có cực gì hết trơn á. Nó gồm có mắm đậu và tàu hũ, nấm dơm. Dạ. Rồi không có đậu nành. Dạ. Mình xay ra. Dạ. Mình làm sữa đậu nành, xay ra mình làm cua về cua đó. Là làm thay cua giống như là cua mặn vậy đó. Cô lấy chả cua cho mọi người xem coi ha. Cô lấy xuống cho mọi người xem cái chả cua này ha. Này cái cua này. Cô làm chả cua. Làm bằng từ cái đậu nành. Cái này là cái giống kiểu riêu cua phải không? Đúng rồi, riêu cua đó. Nhưng mà mình làm từ bằng cái đậu nành đi ra. Dạ. Đậu nành mình xay ra. Cái mình bỏ miếng giấm vô nó thành nguyên vẹt cua vậy nè. Cô bán cho khách nè kìa. Bán cho chị kìa. Đó. Bây giờ chúng ta xem cô bán cho khách nha các bạn. Thì đến mai là ngày chay nên là cô nấu bún riêu chay. Những ngày thường là cô bán bánh canh cua nha các bạn. Đó. Ngày thường là cô bán bánh canh cua. Con lấy chảo quế nè con. Hả? Con lấy chảo. Đó, cái nồi bún riêu cua chay của cô các bạn thấy sao? Hấp dẫn ha. Sôi sùng sục luôn này. Ở trong này rất là nhiều nấm rơm, rồi đậu hũ, rồi cà chua. Đó, nấm rơm, đậu hũ, cà chua. Này, cô làm này, cô làm. Bên trên này có chả này cô ha. Có chả với này riêu cua, riêu cua chay. Chả quế, chả lụa. Chả quế, chả lụa. Chả rong biển. Dạ, chả cá rong biển nữa. À. Không bỏ chả quế không em? Không bỏ chả quế không? Không bỏ chả quế không? Bỏ chả quế không? Ở đây một tháng cô chỉ bán 4 ngày thôi. Nên là mọi người muốn ăn món này thôi. Phải đi đúng ngày 30 mùng 1.
với lại 14, 15. Đó là 4 ngày cô bán này các bạn. Còn những ngày thường các bạn đi thì gặp cô bán món bánh canh cua. Ngày thường là cô cũng bán bánh canh cua là cũng không nghỉ ngày nào hả cô? Không nghỉ ngày nào. À, dạ. Đây các bạn, cái nồi bún riêu cua chay các bạn thấy không? Cô đang bán cho khách nhé. Tranh thủ mình quay cho các bạn xem đi, cận cảnh cái nồi bún riêu cua chay ở đây. Đây là cô bán mang về, rồi ăn ở đây cũng có chỗ ngồi luôn. Đó. Ở đây cô có nồi cái bên này là chúc bún riêng này. Đó. Đây là khách ăn ở đây thì cô sẽ cho như vậy đó, nó một tô là như vậy đó. Tô này là 25 cô ha. 25. 25 ngàn. Rau thơm, chút muối. Cái bên này là cái gì cô? Cây baro. Cây baro à. Nó như kiểu là ốc vậy cô ha. À, nó baro. Tượng trưng cho như cái thay. Tượng trưng thay cho ốc. Thay cho ốc à, ốc. Nó giống kiểu ốc. Ngày thường cô bán bánh canh cua là cũng 25 luôn hả? Bánh canh cua là 50 rồi. Bánh canh cua là 50. Bánh canh cua giò heo 50. Đó, nhìn cái tô bún riêu hấp dẫn các bạn ha. Thơm lắm. Cho nhiều đậu, nhiều nấm rơm. Đó. Cái nồi này chắc có cỡ 50 lít cô ha. 50-60 lít, cái nồi này to lắm. Bự lắm. Đó. Cái này mình ăn với lại mắm me à cô? Đúng rồi. Ăn với mắm me. Bây giờ cô làm cho con một tô ha. Cô làm cho con một tô ăn luôn nhé. Dạ. Đây mình nhờ cô làm một tô các bạn. Đây là cô ăn là có rau muống này, rồi rau chuối, rau giá các bạn, rau thơm. Đó. Đây là một cái phần rau ăn bánh canh cua chay, quên bún riêu cua chay này các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ nhờ cô làm cho mình một tô các bạn ha. Tô khá là bự đấy. Còn nhiều cà chua với nấm rơm ha. Đó. Đây có đẹp. Yeah.
Thì các bạn kia nhờ cô làm kia một cái tô bún riêu cua chay các bạn. Đây trên này là các bạn thấy là có trên này là có chả này, chả lụa này, đó, cái này là riêu cua này, cái này là đậu hũ nha, đó, đậu hũ được 3 miếng này, riêu cua này là một cái này là cái muỗng của cô này, này chả này, chả thì có hai loại chả các bạn, ba loại chả chứ, đó, này cà chua, này là có nấm rơm. Đây có ớt nha các bạn, ăn ớt thì chúng ta cho vào nhé. Đây có nước mắm me. Cái này có một cái đĩa rau, cũng có là rau chuối này, rau muống, rau giá và một số là rau thơm. Nói chung là đến mai là rằm lớn đó các bạn, rằm lớn, rằm tháng riêng á. Rằm tháng riêng thì người ta ăn lớn đó, ngoài Bắc người ta đang còn ăn rằm tháng riêng hết rằm tháng riêng. Cái này bán bún riêu chay à? Không, bữa nay rằm thôi thì bán bún riêu chay. Cái nước lèo các bạn thấy là nó khá là trong ha, có một chút xíu cái lớp váng mỡ bên trên. Trên này có rau giống kiểu hay là ngò gai các bạn. Cái lèo của bà cô nấu rất là đậm đà đó, ngọt lắm, nó có vị cái vị ngọt thanh với ăn lắm. Nước lèo hơi bị cuốn luôn đấy. Ngon. Ôi có trùng rau của con đấy. Có trùng rau hả con? Có không? Trùng rau hả con? Nhanh ăn rau trùng lắm. Rồi xe bún này. Mình ăn chua thì mình cho ít me vào. Ăn cay thì mình cho ớt vào. Đó. Nói chung là nước lèo cô nấu ngon lắm. Nước lèo xuất sắc. Nước lèo ngon. Rồi, cảm ơn con. Tàu chung. Còn nhiều rau mới ngon. Cái ớt vào đây, mình chén chấm vào mình. Cái chả nó dai mà nó ăn nó hợp lắm, hơi béo béo. Mời quý vị các bạn nha. Ăn nhiều rau ngon. Chả nó mềm mềm. Ăn nó rất là hơi béo béo. Cái này làm bằng tàu kia. Ăn cái món này nhớ đến quán chị Long. Cái chợ xóm chiếu này các bạn thì rất là nhiều món. Bữa kia nó quay cái xe bánh mì bên kia.
Cái bánh mì bán nhất là đông khách. Này là dưa cua này, dưa cua chay à. Này đa số là đậu hũ á. Ăn nó mềm. Chấm với nước mắm mè ớt ăn ngon. Khách ăn ngờ xếp hàng mua. Đây, khách ăn xếp hàng mua cô. Lâu ăn đồ chay rất là tốt sức khỏe, tốt cho hệ tiêu hóa. Mình hay đi review á, nhiều khi ăn nhiều quá đây là hệ tiêu hóa, nhiều khi nó cũng quá tải. Nên là nhiều khi ăn đồ chay nó, đồ chay nó giảm tải cho bao tử. Mình đánh giá cao cái nước lèo cô nấu ở đây các bạn. Ăn nó có một cái vị ngọt thanh dễ ăn lắm. Không có bị mặn đâu. Wow, ăn xong một cái tô bún dưa chay mà toát một hồi rất là ngon. Chấm cái mắm mè này hợp quá. Bàn này nó bị chanh rồi cô ạ. Dạ. Con gửi cô một ít. Đây. Không, từ từ để con 2 tờ đúng không? 2 tờ để con lấy 2 tờ luôn. Đây 2 tờ đây. Dạ. Cảm ơn cô. Hết tổ bún dìu quá. Wow. Ăn toát một hồi à. Nóng ngon quá. Rồi, rất là cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video này nhé. Nồi bún riêu cua chay của cô rất là ngon. Chỉ bán vào 4 ngày trong 1 tháng thôi. Đó. Khi ăn xong thấy rất là sảng khoái luôn. Rồi,
video của Kiên cũng xin được kết thúc ở đây nhé. Rất là cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng là quý vị luôn luôn ủng hộ Kiên bằng cách là nhấn đăng ký kênh, subscribe và nhớ để lại comment bên dưới góp ý cho Kiên để Kiên làm những video sau hay hơn nhé. Rồi, xin chào quý vị và chúc quý vị một buổi tối an lành, hạnh phúc.